Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh giới thiệu sản phẩm của Datiso. Hôm nay Datiso chúng tôi sẽ làm một cái video clip giải thích với các bạn về cái chế độ Lightick là gì, nó còn điểm gì khác biệt với một cái máy hạt tích thông thường. Đó, cái chế độ Lightick này thì đang được trang bị trên một số cái mẫu máy hàn của Datiso đang cung cấp. Đó. Vậy thì Lightick là gì và máy tích thường nó khác biệt nhau là như thế nào? Các bạn cùng với tôi sẽ đánh giá xem, kiểm tra xem nó là như nào. Đó. Và đây thì đây chính là một con tích thường. Ví dụ đây là một con tích thường này, nó có chế độ hai chức năng là tích que. Đó. Mã của nó là tích 200G. Thì tại sao nó gọi là tích thường? Thì là với một cái máy hàn tích thông thường, thì cái điểm với một cái máy hàn tích và hàn que, cái điểm khác biệt nhau nhiều nhất đó là cái máy hàn tích nó sẽ được trang bị hơn cái máy hàn que là thêm một cái bộ mồi cao áp là HF ấy, để nó mồi. Hay là trong kỹ thuật sửa chữa máy hàn thì chúng tôi gọi đấy là khối cao áp, và một cái phần điều khiển đóng mở van khí và một số cái chức năng như là điều chỉnh tăng giảm thời gian trễ khí. Đó. Thì đây, khi chúng ta bóp với một con tích thường này, khi chúng ta bóp cò đấy, các bạn có thể nghe đấy, trong máy nó có tiếng kêu ở cái bộ phận cao áp mồi nó đánh đấy. Đó. Đấy, kêu tè tè đấy. Đấy, các bạn nghe thấy không? Đó. Đó, vì là khi cái sản phẩm con hàn tích này là khi chúng ta chạm vào, đây các bạn nhìn này, đó, đây là mồi có áp đang hoạt động này. Và khi có khí argon nữa kết hợp đây thì nó sẽ mồi có áp để làm duy trì cái bầu quang ở đây. Đó, thì đây là một cái tích thường, nó sẽ cần cái bộ có áp này. Đấy, thì là cái con tích thường. Điểm khác biệt của một con hàn que, một con tích thường là con tích thường được trang bị thêm những cái bộ phận như là bộ phận mồi cao áp và bộ phận đóng mở khí. Đó, để dẫn hồ quang và thêm một số cái chi tiết khác nữa. Còn cái máy mà nó có chế độ là Lightick, đó đây các bạn thấy này. Đó. Thì nó là gì? Chế độ Lightick là một cái chế độ hàn tích mới, có nghĩa là khi chúng ta bình thường như là nó sẽ không dùng cái khối mồi cao áp như một con tích thường nữa. Đó. Thì bây giờ kết nối nó như thế nào và sử dụng nó ra làm sao? Bây giờ ở đây tôi có một con hàn que có mã là MMA 4.0. Thì cái thao tác lắp như sau này, bây giờ bên cộng này, mã bên cộng này thì chúng ta kết nối kẹp mát. Đó. Tay súng hàn đây, hàn tích. Đó. Chúng ta cắm vào pin trừ. Ở đây là dây ống khí. Đó. Bây giờ tôi bật máy lên. Tôi chuyển được cái chế độ hàn Lightick này. Đây là điều chỉnh dòng ra quả yếu, ở đây tôi để dòng 100. Đó. Thì đấy, thì các bạn thấy này, đấy. Nó không có mồi có áp mà cũng không kích cò gì cả. Bây giờ tôi sẽ mở khí ra này. Đó, mở khí này, và chúng ta chỉ cần chạm kim này và ngửa cái kìm hàn lên là nó sẽ mồi được hồ quang. Đó, tiếp theo này, đấy, các bạn thấy chưa, này, đây này, đấy.
Đây, đây là tôi test cho các bạn thì các bạn thấy được này, một con máy có chế độ light tích là gì, là một con máy hàm tích thường là gì đó. Chế độ light tích này thì đấy, nó không cần cái khối có áp lên, thì cái thời gian bảo trì bảo dưỡng về cái bộ phận về chế độ light tích thì nó sẽ không mất nhiều thời gian hơn những con hàm tích thông thường. Vì cái khối cao áp này thì trong cái thời gian sử dụng thì nó rất, vì cái khối là khối điện áp cao áp, nên là gặp cái thời tiết ẩm hoặc là có bụi bám vào những máo vít hoặc là đấy, thì những cái nguyên nhân như vậy thì nó rất dễ làm hư cái phần khối cao áp. Thì cái chức năng Lightic này ra đời thì nó sẽ không cần sử dụng cái khối cao áp đấy nữa, thì đảm bảo cho con máy của mình nó hoạt động một cách bền bỉ và ổn định. Thì hôm nay tôi nói hướng dẫn và phân tích các bạn qua về cái chế độ Lightic. Thì những clip tiếp theo tôi sẽ làm cái video hướng dẫn và hàn cụ thể hơn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video clip tiếp theo.